Hello cả nhà. Hôm nay ngày nghỉ cuối tuần, chiều thứ bảy, mình tiếp tục giới thiệu với các bạn một món nhậu rất là thích. Đó là món lẩu cá bớp. Các bạn thấy con cá bớp có bự không? Nó lớn quá trời luôn á. Con cá bớp này là 3 kg mốt. Này các bạn. Đó. Wow. Con cá bớp này 3 kg mốt này các bạn. Mình mua ngoài chợ về cái đỡ để nấu lẩu. Thế mời cả nhà cùng thưởng thức chiều thứ bảy. Này nghỉ cuối tuần đó sum họp cho vui vẻ các bạn nha. Thì cá bớp này thì nấu không hết đâu mà. Một nồi lẩu thì nấu không hết đâu, mình cắt đôi ra. Thì mình nấu nửa đầu cũng được, mà nửa đuôi cũng được. Đó các bạn. Cá bớp này mua về thì mình đã sơ chế sạch sẽ rồi. Đó. Thì lẩu cá bớp thì chắc chắn là chính của nó là phải có cá bớp này. Cá bớp thì mình mua đây là các bạn này. Còn lẩu cá bớp thì mình đã chuẩn bị sẵn là một số rau để nấu lẩu, gồm nấm nè các bạn, nấm bạch tuyết này. Rồi đây là cái rau cần nước các bạn. Đây, cần nước các bạn nha. Đây. Còn đây là cái rau nhút này. Rau nhút rồi cái hương vị này rất là ngon nè các bạn này. Ăn lẩu mà không có rau nhút là người nghe nó khác á. Rau nhút rất là đặc trưng của nó, cái mùi đặc trưng lắm. Còn đây là cái bông súng này các bạn, rất là ngon, giòn. Lẩu phải có bông súng mới ngon. Còn đây là cái gia vị kèm theo là cái thơm này, cà chua này, sả này. Đó, đây còn nấm rơm. Còn một cái mà cũng là gia vị, đó là cái me chua nè các bạn. Đó, me chua thì chút xíu mình làm nấu rồi mình phải hòa vào nước và mình cho vào nước dùng. Còn một cái nữa là các bạn nhớ cho nó vào đây là cái gia vị lẩu, lẩu thác. Mình cho vào cái lẩu cá bớp này, số 1 luôn đó. Đó. Ngoài cái gia vị lẩu thác này các bạn cho sa tế nha. Đây. Đây là sa tế, còn bột ngọt, bột nêm thì nước mắm. Sả, ớt. Đó. Như vậy là bây giờ mình đã giới thiệu với các bạn xong cái nguyên liệu của cái món lẩu cá bớp nha. Bây giờ thì mời các bạn cùng với bà xã mình tiến hành làm cái nồi lẩu cá bớp nha. Xin mời các bạn. Các bạn thấy chưa? Con cá bớp thì bà xã mình đang sơ chế rồi các bạn. Con cá bớp này rất là lớn, nó bự lắm. Đó. Bà xã mình đang sơ chế. Bà tử ra nè. Đó là cắt nhỏ ra để nấu lẩu. Còn bây giờ chờ bà xã mình sơ chế cá xong thì bây giờ mời các bạn cùng mình sơ chế cái gia vị các bạn ơi. Bây giờ mời các bạn cùng mình sơ chế cái gia vị nha. Trước tiên là cái sả này chắc các bạn đập dập nha. Đó. Các bạn cắt ngắn ra. Để cho nó thơm các bạn nha. Đó, xả xong các bạn. Bây giờ cái hành tỏi này mình đập dập ra để chút xíu mình phi làm nước dùng nha. Các bạn không cần đập nhỏ lắm đâu. Vừa thôi. Đó. Đây là gừng này các bạn. Gừng các bạn cũng đập dập ra. Đó. Gừng tỏi này, hành nè các bạn.
hành cho các bạn hết hết à. Hành hành tím các bạn. Mình cho vào dĩa các bạn. Rồi tiếp tục thái cái thơm các bạn nha. Ok. Thơm. Còn đây là cà chua các bạn. Cà chua thì các bạn cắt lớn trên tí nha. Cà chua với thơm này mình thái nhỏ các bạn này. Riêng cà chua thì mình đừng có thái nhỏ quá. Ok, vậy là ok các bạn. Còn đây là me nè. Me thì mình đã lọc ra nước rồi nè. Me chua. Và bây giờ mình tiếp tục thái nấm. Các bạn, đó. Nấm thì mình chỉ cần thái thôi. Còn cái cá thì bà xã mình đã sơ chế xong rồi các bạn. Cắt miếng nhỏ nhỏ này để mình dễ sử dụng. Đó, cá bóp cắt các bạn thấy có ngon không? Chưa, mình chưa nấu mà thấy ngon rồi đó các bạn ơi. Đó. Bây giờ sơ chế xong hết rồi, bây giờ ta tiến hành nấu đó các bạn. Giờ dầu đã nóng rồi thì mình bỏ sả này, với gừng, với hành tím vô nè các bạn. Xào lên cho nó thơm nha. Rồi. Rồi giờ hành với sả đã vào nè các bạn này. Mình cho nước dùng vào này. Cho nước vào. Cho vô một cục đường phèn này các bạn. Để cho nó ngọt nước ha. Ngọt thanh thanh. Không có đường phèn thì các bạn dùng đường ta cũng được. Cho muỗng nước mắm nha. Nó mắm cho nó thơm nè. Cho gói gia vị này vô nè các bạn. Gia vị đậu thái nè. Tiếp tục mình cho hai muỗng sa tế nè các bạn. Cái này nó cay cay này, vừa nó có cái màu rất là đẹp. Vậy là mình đã gia vị xong cái nồi nước lèo nè các bạn, nước dùng nè các bạn. Giờ tiếp tục nè, nước sôi rồi thì mình bỏ thơm vô, cà chua vô.
tục mình cho nấm vô nè các bạn. Như vậy là nồi nước dùng đã được rồi nè các bạn. Đây, các bạn muốn ăn cay nhiều thì các bạn cho thêm vài trái ớt nha. Đấy, để thêm cái độ chua cay ngọt. Rồi nè, anh ý ra thì mình cắt một trái thôi nha các bạn, tùy theo khẩu phần ăn của từng nhà nha. Đó, ăn cay thì các bạn bỏ ớt vô nhiều thêm một xíu, còn ăn ít thì mình bỏ một trái thôi. Vậy thấy các bạn thấy cái nồi nước dùng có đẹp không? Rất là ngon nè các bạn, quá tuyệt vời luôn ha. Bây giờ thì mình đậy nắp lại nha, chờ nước sôi thì mình bắt đầu mình bỏ cá vô. Là cái nồi nước dùng nấu lẩu cá bớp đã ok rồi các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức thôi. Thì thưởng thức chừng nào thì các bạn cho cá vào chừng đó, chứ các bạn đừng có cho hết vào rồi nó bở ra nha. Đó, bây giờ thôi để ta cho cá bớp vào. Cá bớp này là rất là ngon các bạn, vì cái ngon cho nên là nó rất là mắc. Nó một ký cỡ 250-240. Đặc điểm của cái cá bớp này là không có xương, nó thịt không à, ăn rất là đã. Đó, các bạn cho ăn chừng nào thì các bạn cho vào chừng đó nè. Rồi mình nấu lên cỡ 5 phút nữa nè là cá nó chín. Cá chín xong thì bắt đầu mình cho rau vào. Cho rau này các bạn, cho rau vào và mình ăn lẩu cá bớp thì ăn vị ăn với bún nha các bạn. Đó, mình nấu khoảng 5 phút là cá bớp nó chín. Nó chín xong rồi mình cho rau vào, nấm vào, cho cái cái rau vào các bạn nè. Vậy là cái nồi lẩu cá bớp nó chín rồi đó các bạn nè. Bây giờ các bạn dùng thì các bạn cho tiếp cái cái rau gia vị vào nhé các bạn. Này. Rồi thơm vô. Đó. Mẹ ơi, các bạn cho nấm vào này. Không, để bỏ cái ngô ôm này cha. Ngô gai này. Ngô ế này. Các bạn cho nấm tiếp vào này. Rồi các bạn cho rau nhút vào này. Mày lấy bún cho sang nha. Nhưng mà cá này cá. Không nhút nữa các bạn. Còn đây là bông súng nè. Nhưng mà cái gì hả? Bông súng nha các bạn. Cái bông súng này đặc điểm của nó rất là giòn, rất là ngon nè. Và rau cần tay nữa các bạn, cần nước. Đấy. Cần nước nè. Các bạn ăn chừng nào thì cho vào chừng đó, đừng cho nhiều quá nó mỡ rồi. Được rồi anh. Anh thấy thì mình bỏ thêm. Nhiều quá thì nó các bạn thấy hấp dẫn không? Đó, cá bắt trần. Thấy hả? À, ngon quá. Ngày nghỉ cuối tuần các bạn có thể nấu như thế này và nhâm nhi với bạn bè và cùng gia đình ly rượu nữa thì có thể khỏi chê luôn. Đó. Các bạn thấy hấp dẫn không? Bắt mắt không? Ngon quá. Bây giờ mời các bạn cùng mình dùng thử nha. Ok luôn các bạn. Thì ngon tuyệt luôn nè. Các bạn có thể ăn lẩu cá bớp với bún nha các bạn. Wow. Mời các bạn cùng gia đình mình ăn lẩu và cá bớp nha. Để cho nguội đã, có năm. Đó. Mời cả nhà ăn. Ngon quá trời luôn. Các bạn thấy có hấp dẫn không? Có ngon không? Đó. Mời cả nhà ăn với gia đình mình nha. Đúng rồi. Ai mà ăn mà hơi đậm đậm chút thì các bạn có thể
chấm với nước mắm ớt, ớt tỏi nghe thôi. Có. Các bạn chấm nước mắm này. Đó. Mời các bạn cùng mình dùng nha. Quá trời ngon luôn. Cái cá bớp này ngon rồi, phải nói rồi các bạn. Nhâm nhi đôi chén rượu với bạn bè thôi rồi, đặc biệt luôn đó. Nhất là những ngày nghỉ cuối tuần hay chủ nhật gì đó, các bạn có khách có khứa thì bạn bè xung vầy cái nồi lẩu này thôi rồi đó, đặc biệt luôn. Quá ngon rồi, ngon không con? Ngon hả? Lấy cho con nữa nha. Không ăn đi. Cứ nhiều cái luôn. Ngon quá trời lắm. À này, cái nước dùng này nè. Nước dùng nó rất ngọt. Mà hơi cay cay có cái vị của sa tế. Cái vị của sa tế. Các bạn nấu lẩu cá bớp nhớ là cho sa tế nha các bạn. Cho sa tế vào nó hơi cay cay mà nó hơi béo béo, rất là ngon. Những cay. Mà đặc điểm của cái lẩu mà hải sản đó thì các bạn nghĩ phải cho hơi cay một xíu thì nó mới đậm đà. Mày lấy cá cho con. Nó có bạn. Hơi cay xíu. Nó mới đậm đà. Đây này, cá này con ngửi mặt đây. Đó, nhiều quá à. Ngon quá trời. Ngon quá ha. Trời ơi, cái lẩu này. Cái lẩu này là cũng mời người ăn nha các bạn. Ha. Tại là lẩu nấm đi. Nấm bông tuyết nha các bạn. Nấm bông tuyết này ngon giòn số 1. Hôm nay dịch bệnh thì không có dám mời khách này. Trong nhà ăn thôi à. Cái nồi lẩu này là phải mời 10 người ăn mới hết được á. Quá ngon này anh. Ngon lắm này. Quá trời. Con. Ngon quá, con trai mẹ ăn mê ha. Hả? Ngon quá. Ngon quá. Thôi ăn đi. Ăn được ngon thì làm nữa. Lẩu này anh à. Lẩu này là cái ngọt đấy. Ngọt. Nó có cay không? Lẩu cá hải sản thì các bạn cho hơi cay mới ăn mới ngon. Cá này là bỏ rượu này là ngon, mùi đặc trưng của nó rất là ngon. Vậy là cái nồi lẩu cá bớp mình đã làm xong các bạn, và mình cả nhà mình đã thưởng thức, rất là ngon, rất là đậm đà, rất là đậm đà hương vị của hải sản. Các bạn thấy ngon và hấp dẫn thì các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấn like, bấm đăng ký và đừng quên bấm chuông nha các bạn. Bây giờ thì video lẩu cá bớp xin được dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha các bạn. Xin chào. Rất là ngon, lẩu cá bớp đặc biệt luôn. Ăn siêu ngon luôn. Rồi. Ăn siêu ngon luôn. Nếu các bạn có dịp, các bạn nhớ trổ tài cho gia đình mình, cho bạn bè mình cùng thưởng thức nhé các bạn nha. Rất là ngon, tuyệt hảo luôn. Đấy, con trai ăn rồi chứ. Chào tạm biệt các bạn. Ngon quá trời ăn luôn. Ngon không con? Lẩu cá bớp ngon nhất. Ngon các đó. Bạn nhớ like, subscribe, đăng ký ủng hộ cho Hòa Tâm TV nha. Xin chào cả nhà. Ok. Ngon quá ngon. Con trai mình cũng biết rồi các bạn ơi. Đó, nó ăn kìa. Các bạn thấy con trai nó mình ăn dữ không? Ngon hả con? Mời cả nhà cùng ăn với con trai mình nha. Mời cả nhà. Ngon cực kỳ luôn.